Thay đổi, chúng ta sẽ nghiên cứu về cái bài toán đốt cháy hỗn hợp nhiều hydrocarbon. Và cái mục tiêu của thầy dạy cho bạn cái đó là cái phần quy đổi. Quy đổi là gì và tại sao quy đổi thì chúng ta nghe đây. Mình có quy đổi về hydrocarbon khi chúng ta có hai triết lý: quy đổi về cùng số carbon, quy về cùng số hydro. Ở đây chúng ta sẽ lấy cho bạn cái ví dụ đầu tiên về quy cùng carbon. Ở đây người ta đốt cháy hỗn hợp gồm 3 chất C2H2, C2H4 và C2H6. Đặc điểm của ba thằng này đều là cùng số C, đều là C2. Khác nhau ở chỗ hydro. Đây là H2, H4, H6 thì đây mình cho nó là HI đi. Và lưu ý đây là X trung bình, hoặc là em cho X trung bình cũng được tùy em. Theo thầy thì chúng ta nên né đi ra, bởi vì ở đây chúng ta để cho nó đặt ẩn, cũng né A luôn. Đặt N hoặc M gì đó, N trung bình đi. Rồi, nghĩa cho thầy biết N trung bình này như thế nào. Nó nhận giá trị nào là hợp lý. Dạ, nhỏ hơn bằng 2 và nhỏ hơn bằng 6. Lớn hơn 2 chứ. Và bé hơn 6 chứ. Lớn hơn 2. Không có bằng em. Em hiểu tại sao không? Trung bình mà. Dạ, hiểu rồi. Trung bình nếu mà bằng 2 thì nếu mà em giải ra trung bình N bằng 2 á thì C4 với H4 H6 không thỏa mãn. Còn nếu N trung bình em bằng 6 á thì H2 H4 không thỏa mãn. Miễn sao nó nằm trong đoạn đó là được. Tương tự vậy. Ngân giúp cho thầy cái chất tiếp theo nào. Em quy về gì đây? Thưa thầy, là quy về C3H trung bình, HM trung bình. NM cũng được với nhau. N trung bình như thế nào em ơi? Thưa thầy, là lớn hơn 3, bé hơn 8. Sai. Bé hơn 8 hay đúng, lớn hơn 3 sai mất. Lớn hơn 4 này. Đúng rồi, tiếp tục. Đăng. Dạ, C4HM trung bình. Ok, đúng rồi, đúng được. Rồi mở trung bình rồi. Trung bình. Lớn 4 và bé 10. Đúng rồi. Vừa trước mình làm cái bài toán hỗn hợp rồi đúng không? Và thấy cái giá trị trung bình này nó cái đây là điều kiện nó quan trọng lắm em nha. Em mà nắm sai điều kiện này coi như sai hết. Rồi trong cái cuối cùng. C5HL trung bình. Rồi. Với N lớn hơn 8 và bé hơn 18. Đúng rồi. Rồi bây giờ tôi hỏi bạn như thế này. Tại sao chúng ta quy đổi? Vậy chúng ta quy đổi khi nào? Bữa trước mà làm có một số câu đó, trả lời thử coi. Trời ngọt trả lời Cái ngân. này là quy đổi để ít ăn hơn. Đó là cái thứ nhất. Rồi, tiếp theo. Bữa trước giảng rồi, bữa trước nói là quy đổi khi nào à? Ý gần thì đó là một lý do cũng chưa chính đáng lắm. Mà nghe, quy đổi khi nào nghe? Nghĩa là khi dữ kiện đề cho nó ít hơn số chất. Đúng rồi. Tức là dữ kiện chúng ta ít hơn ẩn, ẩn hay khá là số chất ở trong hỗn hợp. Mà ở đây đề đề hỏi chung, đúng không? Đề hỏi chung thì chúng ta quy đổi. Ví dụ như thế này. Đề thì cho chúng ta một cách như thế này. Rồi cho hỗn hợp gồm có đây C2H2, C2H4, C2H6 và C3H8. Mà để cho chúng ta chỉ có 3 dữ kiện. Thì khi đó em sẽ quy đổi về hai chất là CH2 là trung bình với C3H8 để nguyên. Lý do là gì thì giải thích cho bạn như thế này. Lý do là vì để cho chúng ta ba ẩn mà chúng ta nếu quy đổi về hai chất thì chúng ta sẽ có ba ẩn. Thứ nhất là mol của hỗn hợp này này. Và thứ hai là mol của C3H8. Và bài toán chúng ta giải quyết bình thường thôi. Được chưa? Chúng ta sẽ quy đổi khi nào? Khi đều hỏi chung là một này. Được chưa? Khi đều hỏi chung. Này thứ nhất. Cái thứ hai là cái dữ kiện. Dữ kiện thì ghi tắt nha. Nó sẽ bé hơn. Bé hơn. So với cái chất trong hợp. Chất trong hợp người ta gọi là ẩn. Và cái đó chúng ta mới quy đổi. Đó.
Và sau này em sẽ khi chúng ta học các hydrocarbon thì người ta ghép thêm những chất vô nữa, thì em hiểu triết lý ngày hôm nay thầy dạy. Rồi tương tự như thế nào? Rồi đăng đầu tiên đi. Đặc điểm bốn chất ở đây là cũng gì em ơi? Cùng H4 á. Em quy về CM bình H4. N trung bình nha, số bộ bình trung bình H4 rồi. N trung bình như thế nào em ơi? BN1 và A lớn hơn 1 và BN4. Rồi, tiếp tục luôn đi. C máy. C2, 3, 4. Em tiếp rồi. Ừ. Giờ CN trung bình H6 Rồi, N trung bình. với lớn lớn hơn 2 và bên 6. A lớn 2 bên 4. Đúng rồi, cẩn thận. Tiếp tục. Em luôn. Giờ C là trung bình H10 Đúng rồi. với N lớn hơn 4 và bên 6. Tiếp. C là trung bình H8 Rồi trung bình. với N lớn 3 bên 5. Rồi. Rồi các em có hiểu được. Bây giờ hỏi lại lần cuối cùng này, chúng ta sẽ quy đổi về quy đổi chất khi nào? Trung. Mình quy đổi về chất khi nào? Khi nó có từ ba cấp trở lên rồi quy đổi. Ủa sao rồi? Ngân, quy đổi khi nào em? Thứ hai là khi dữ liệu về cho bé ít hơn thẳng. Rồi đó là điều thứ nhất, điều thứ hai. Điều thứ hai là đề hỏi chung, hiểu không? Cái đề hỏi chung tức là không hỏi bất kỳ cái chất nào mà trong hỗn hợp ta quy đổi cả. Thì khi đó chúng ta sẽ quy đổi. Được chưa nào? Còn ví dụ như người ta hỏi từng chất trong hỗn hợp thì chắc chắn chúng ta sẽ dùng phương pháp ấy rồi. Phương pháp giải hệ rồi, hiểu chưa?